Chân Thì mến chào tất cả các anh chị ở trong nhóm Women to Women. Thì hôm nay Chân Thì làm cái video này để gửi cho một người chị đã mua một cái máy rửa mặt Lumispa. Da của chị ấy thuộc dạng da nhạy cảm nhưng mà có một tí chảy xệ ở cái vùng này một tí thôi, và một tí nếp nhăn ở vùng này, một không phải là nếp nhăn mà một tí nếp nhăn và một tí sực con mắt ở vùng này. Thì Nhân Thì cũng muốn làm cho các anh chị luôn, là bởi vì trong cái nhóm Women to Women đó, là một cái group để giúp cho chị em phụ nữ của chúng ta mỗi ngày một trở nên tốt hơn, một trở nên tự tin hơn, trong đó cũng bao gồm luôn cả cái vấn đề một ngày một trở nên đẹp hơn ha. Thì đầu tiên đó, Jenny thì đến tại thành phố Grand Prairie, Texas, làm trong ngành beauty được 16 năm. Và Jenny thì da của Jenny thì có rất là nhiều vấn đề từ đầu, như là da nhạy cảm, da nám, mắt thì sập và tuổi còn trẻ, nhưng mà có cũng rất là nhiều nếp nhăn trên mặt và trên cổ luôn. Nhưng mà sau khi sử dụng sản phẩm cũng như là đeo đuổi công việc này hơn 11 năm thì Jenny thì da cải thiện hơn rất là nhiều. Và hôm nay Jenny thì đi thẳng vào vấn đề ha. Đầu tiên, trước khi rửa mặt thì anh chị sẽ làm cho cái mặt của mình ướt ha. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái gel rửa mặt. Thì cái gel này là normal, bởi vì bản thân Jenny thì dùng normal. Còn anh chị dùng gel thì nên anh chị nên chọn loại cho da khô hoặc là da nhạy cảm ha. Rồi sau đó mình sẽ lấy một ít gel như vậy ha, mình bỏ lên trên má và trên cằm, trên bốn điểm như vậy ha. Rồi để cầm cái máy rửa mặt thì anh chị sẽ nhúng cho cái máy ướt và anh chị sẽ bắt đầu đi đều. Đầu tiên mình thấy đi đều đó, khi mình đi cho cái gel nó ra rồi thì bây giờ mình bắt đầu tập trung. Thì điểm tập trung đầu tiên mình sẽ tập trung vào cái vùng miệng, và cái video này thì Jenny chia sẻ cho chị Tammy ở Houston, chị ấy có mua cái bộ sản phẩm. Sau đó thì mình tập trung đi vào đây, tại vì cái vùng này đó là cái vùng da của mình nó trở nên bắt đầu bị chảy xệ đó, qua tuổi 30 35 thì bắt đầu bị chảy xệ. Thì mình sẽ đi từ cằm này, dưới hàm này, và ngay khóe miệng này, ngay chỗ smile line. Đặc biệt cái chỗ smile line thì mình sẽ đi cong xuống khỏi cái gò má và mình đi ra anh chị nhé. Ngay cái chỗ sống mũi thì mình đi lên đi xuống để cho cái sống mũi của mình nó không có bị mụn cám hoặc là lỗ chân lông bự. Đối với cái máy này đó thì anh chị đi chậm như vậy thì nó không sao, nhưng mà anh chị cứ xoay như vậy này và anh chị đi nhanh đó thì cái máy nó sẽ đứng liên tục. Vì vậy anh chị chỉ đẩy lên thôi và đi chậm một chút thì cái máy nó sẽ không bị vấn đề ha. Rồi sau khi mình đi cái vùng này rồi á thì anh chị sẽ đi lên cái con mắt, anh chị sẽ đẩy từ cái thái dương và đẩy lên thôi. Tại vì đối với lại video này Jenny làm riêng cho chị Tammy đó, thì đối với chị Tammy thì nó có một tí xíu con mắt nó bị đổ đó, thì mình sẽ tập trung như vậy rồi mình đẩy lên nha. Mình đẩy lên rồi mình đẩy cái vùng trán lên. Mình làm hết những cái vùng này rồi thì mình mới đi vô cái gò má một cách nhẹ nhàng thôi, đi một hai lần thôi. Tại vì cái gò má của mình nó bị nhạy cảm đó, cho nên mình không có đi nhiều đó. Xong rồi mình xuống và mình tập trung vào cái vùng chảy xệ và cái vùng mà mình muốn đi nha. Đó. Thì khi đi như vậy anh chị cũng có thể nhìn thấy được hai bên bề mặt của Jenny cũng có cái sự khác nhau ha. Jenny làm một nửa bên này và Jenny để cho các chị có thể nhận xét một tí xíu. Đó, tập trung vùng mắt. Và đối với lại da nhạy cảm thì anh chị chỉ đi 2 phút cho nguyên cả cái mặt nha. Bây giờ Jenny dừng lại nè. Và hello chị Kiều, cảm ơn chị. Bây giờ anh chị có thể thấy được nè. Đó, cái sự khác biệt của hai bên khi mà Jenny đi. Jenny cười một cái chị cũng có thể khác biệt. Các chị có thể nhìn thấy được cái da nó sáng hơn bên này rất là nhiều đúng không ạ? Thì cái máy rửa mặt này nó rất là tuyệt vời. Rồi tiện thể Jenny nói luôn, Jenny cố tình để cho nó vàng như vậy đó, để chia sẻ với các chị là khi mà cái máy nó vàng như vậy thì các chị đi chạc. Cái máy này nó chạc điện nhờ hai cái sensor chỗ này, cho nên là cái loại này nó mình rửa nước được, cho nên mình cứ rửa thật là sạch sẽ ha. Hello chị em, rồi bây giờ mình sẽ đi cái nữa. Hello chị em, lấy máy ra xài chị nhá. Rồi tiếp theo là cũng tương tự như vậy, mình sẽ đi vùng cằm và vùng hàm trước ha. Đó, vùng cằm và vùng môi trước. Sau đó mình sẽ bắt đầu đi ở cái vùng hàm. Mình tập trung vào cái vùng hàm để mình đẩy cái gương mặt của mình lên để cho nó trở nên đi lai. Các chị có thể thấy là nó sáng hơn rất là nhiều ha. Rồi mình đẩy cái cằm lên. Mấy chị nhớ là mình đi chậm nha. Mấy chị mà đi nhanh như vậy này là cái máy nó sẽ khựng, hoặc là mấy chị xoay tròn như vậy này là cái máy nó cũng sẽ bị đứng. Cho nên là mình cứ đẩy lên nhẹ nhàng thôi ha. Mình xin miếng nước. Rồi khóe miệng. Khóe
miệng ha. Đó, khi gặp nhớ nhớ dùng nhân đi là cái chỗ này nha, biết mình đánh cong những cái gò má và mình đánh ra nha, đừng có rờ vào cái gò má, tại vì đặc biệt các chị mà da nhạy cảm đó thì cái gò má của mình da rất là mỏng và rất là nhạy cảm, cho nên mình tránh cái gò má ra dùm nhân đi nha. Mình sẽ đẩy lên ha. Rồi sau khi mình đi chỗ đó rồi thì mình tập trung lên vùng mắt, cho nên mình có hai ba điểm tập trung, một là miệng trên miệng dưới, hai là vùng ở chỗ này để tạo ra vi line, ba là vùng con mắt để nâng cái mí mắt của mình lên để cho cái đuôi mắt của mình không có bị sập xuống đó, thì nhìn con mắt của mình nó sẽ làm cho mình già đi. Và cái gò má thì mình không có tập trung, mình chỉ lướt nhẹ nhàng hai ba lần lên trên cái gò má thôi mấy chị ha. Đó, mình chỉ lướt nhẹ nhàng thôi đó. Thì còn thời gian còn lại thì mình sẽ tập trung, mình đi vào những cái chỗ mà mình muốn tập trung nha mấy chị. Ok đó. Rồi sau khi mình đi xong đó thì mình sẽ nhúng cái tay của mình vào nước cho nó ướt một cái, và mình sẽ tập trung mình rửa lại những cái ngóc ngách mà cái máy của mình không có đi vô được á, thì mấy chị rửa lại. Còn ví dụ như nếu mà mấy chị có cái chỗ này nó bị chảy xệ đó thì mấy chị tập trung vào cái chỗ này một chút nha, để nâng nó lên, hoặc là mấy chị cũng có thể dùng cái tay để mấy chị rửa cái cổ của mình á. Mình rửa lên như vậy nè, để cho cái cổ của mình nó cũng không có bị nhăn luôn. Mình đẩy lên á, đi xuống thì mình không có đẩy mà mình đẩy lên, cứ đẩy nó ra ngay cái góc tai á, thì cái cổ của mình nó sẽ không có nhăn luôn. Rồi mình đi, mình tập trung mình đẩy những cái này một chút xíu nha. Rồi bây giờ mình qua cái vùng mắt đó mấy chị, thì mình sẽ nè, đặt cái tay, ví dụ như mình làm phía bên trái thì cái tay bên trái của mình sẽ đặt ngay cái đuôi mắt, tay bên phải của mình sẽ đặt ở trên trán và mình vuốt lên. Mình vuốt mạnh tay mà chậm ha, xong rồi mình nhích vô cái ạt chân mày mình vuốt, rồi mình bắt đầu vuốt từ cái con mắt trong này nè, để cho cái trong này nó không có bị sập nha mấy chị. Tại vì cái video này em làm cho chị Thanh Bì, thì chị Thanh Bì có một chút xíu ở chỗ này đó, cho nên em tập trung vào cái chỗ này. Và hầu như phụ nữ Việt Nam của mình á đều bị bục ở trong cái này, đều bị chảy xệ ở trong cái này, cho nên mình tập trung ha. Rồi bây giờ em sẽ qua con mắt bên kia cũng tương tự như vậy. Đó, mình đẩy lên cho tới trên chân tóc nha mấy chị. Đó, rồi sau đó thì mình cũng tập trung vô cái khóe mắt trong ha. Mình làm, ngoài ra mình nên tập trung chỗ này một chút nè. Đó, đó mình đẩy chỗ này đẩy lên để cho cái sóng mũi của mình nó không có bị sập nha mấy chị. Nhớ là cái tay mình bị ướt ha, đẩy lên. Ok. Rồi, sau thì mình đi rửa mặt thôi nha. Đó, rửa mặt xong thì mấy chị sẽ, em sẽ chia sẻ cho mấy chị cái mà mấy chị rửa cái máy ha. Mấy chị sẽ cho cái máy vào trong cái đồng xin như vậy nè, và mấy chị bỏ cái máy on mà mấy chị bỏ cái tay lên, mấy chị rửa như vậy, rồi sau đó mấy chị bấm tắt nó đi ha. Rồi mấy chị sẽ lấy cái đầu này ra và mấy chị cũng rửa cho cái trong này sạch luôn nha. Đó, rồi sau đó thì mình có thể rảy nó lên và mình lau nó khô và mình bỏ nó lên trên cái kệ mà mình để nó mấy chị nhá. Rồi Jenny thì cảm ơn mấy chị rất là nhiều, cảm ơn mấy chị luôn tin tưởng và ủng hộ Jenny trong suốt hơn 11 năm qua. Và Jenny mong là mấy chị lúc nào cũng luôn luôn trẻ đẹp, tự tin và hạnh phúc nhé. Chúc cho mấy chị và gia đình một cuối tuần thật là hạnh phúc bên gia đình. Tạm biệt mấy chị.